Hello everyone, đây là thịt của các con nem các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn thấy không? Quá. Good morning. Good morning. Wow. Chim con mới đứng được rồi các bạn nha. Đây các bạn, mình cho một ít rau để cắt đi ngày mai ăn nha các bạn nha. Còn một ít thì mình muốn ăn. Đó. Cái này là xào với tỏi các bạn này. Đầu tiên là một đĩa xào với tỏi rất là ngon. Đó. Đây này nha, tiết của nhà mình này, các bạn này. Đó, bố đang băm á. Bố đang băm nó, để bố trốn vô đồ ăn đó. Vào lấy cho. Ok. Hello everyone. Xin chào các bạn nè. Ba mình đã cho ngan vịt ăn nè bạn nè. Cái này ngon rồi ba nhỉ. Không để cho mình ăn đâu nè bạn nè. Thập cẩm ba.
Các bạn nha, ba mình đang xem thức ăn ra cho gà. Mấy chú gà đấy các bạn. Đó, mình đổ vô. Hôm nay nhà mình ăn canh rau muống các bạn này. Rau muống xào, cá chiên và cá sốt cà chua các bạn nha. Bố nóng quá là cười chân ăn à. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình ăn cơm. Thế xem câu cá nhiều không? Em lấy không? Nhà mình ăn cơm rất là vui vẻ các bạn, mát nữa. Vừa mát vừa nóng. Vừa muốn ngon của bài. Bây giờ nóng lắm ạ. Bù lá nhiều hả? Ngon lắm. Hôm nay ngon mình thích ăn vậy. Đây là ngon các bạn nha. Nóng. Nóng của nào ngon lắm ạ? Ngon. Yeah, I'm ready.